Ok, tiếp tục với con game ta cũng chết thì bây giờ mình sẽ nói qua về cái sự kiện tuần 2 ấy. Cái tuần đầu tiên là quay hệ ấy, mốc cuối là 80 và nó sẽ có quân vòng. Còn về cái quay tướng ấy, nó cũng có quân vòng em ơi. Tổng cộng nó sẽ có 6 mốc, mốc cuối là 400, tiếp là 300 này, 250, 200, 100 và là 50 ấy. Mốc 50 anh em sẽ được 10 cái vé quay cộng với 5 cái tầm bảo cao cấp. Cái game này thấy anh em bảo là đến tuần 3 thì nó sẽ đến cái sự kiện là vé quay tầm bảo lên anh em, đừng tầm bảo lúc đầu game nhé. Anh em đợi đến tuần 3 rồi mình xả kiếm thêm nguyên liệu khá nhiều em ơi. Đến mốc 100 được 50 mảnh tướng này, 200 được cái chọn phe 4 hệ thường, 250 thì được set trang bị cam 3 sao, 300 ấy thì được cái quân đông lệnh 150 cái hơi kèn nhỉ. Hôm nay mình chơi con game này nó cứ lắc lắc cái gì em ơi, toàn kết đối thất bại thôi ấy. Để vào mốc 400 ấy sẽ được thần tướng 3 chọn 1, gia lượng này, tiêu thuyền cộng với con xạ bên ngụy từ hoàng. Một đô là 400 ấy, tức là 4 đô là 1.600. Nói chung anh em nông dân ấy, anh em có bao nhiêu vé anh em quay đủ mốc thôi. Ví dụ như là mình có 220 vé ấy, mình không đủ cái mốc 250 ấy, thì mình chỉ quay đến cái mốc 200 ấy rồi mình ngừng ấy, tích đợi đợt sau mình quay tiếp nhá. Thường thường mấy con cái bài mấy cái sự này nó sẽ lặp đi lặp lại như con triệu sư em ơi. Chưa kể ngoài cái thưởng cho bộ ra nó còn có thêm cái cầu nguyện em ơi. Cầu nguyện là khi anh em quay tướng thì nó sẽ được điểm cầu nguyện nhá. Và khi em cầu nguyện nó sẽ có thể ra đồ hiếm như là cái tướng tứ chất bảy này và hai con thần ma ma tào tháo cộng với con thần lục tốn. Đây còn được cả cái binh thư 5 sao em ơi, khá ngon đấy. Tính ra con game này anh em quay tướng tầm 2 đến 3 ngày đầu ấy, rồi anh em tích vé đợi đến ngày 7 anh em quay cái sự này nó sẽ ok hơn là anh em tích đầu game ấy. Cái con này theo ý kiến mình là anh em quay tướng 2 đến 3 ngày đầu anh em xây dựng đội hình trước, rồi anh em tích vé đợi đến ngày 8 rồi anh em quay cái sự kiện này. Hoặc này của mình ý, thì mình có vé là mình quay vào đấy. Nói chung là mình chơi trải nghiệm em ơi. Nếu mà mình xác định chiêu dài chắc chắn là mình sẽ tích từ ngày 3 hoặc ngày 4. Bên ngoài ra còn là có cái dương mảnh tướng này, kích tướng này, đồng cộng với cái đá tiến bậc. Chưa đâu em ơi, nó còn có thêm mà cả cái vừa lòng gì nhá. Cái này anh em chọn tướng, nó sẽ cho anh em chọn 3 con. À, này của mình hiện tại chắc là đang chuyển dần sang team xạ ấy. Bây giờ mình chọn mấy con xạ luôn nhá. Hy vọng ra cái con ma đầu táo này viên thiệu cùng với con hoàng trung ấy. Mà nó có thêm cái đổi quà từ cái điểm tách tướng em ơi. Đấy 2.500 anh em sẽ được một con tướng nhá. Ở trong cái tiệm ấy thì là 2.000 anh em sẽ được một con tướng ngẫu nhiên. Đề ngụy là Tào Tháo này, Thục là Hoàng Trung này, Ngô Cam Linh này, Quần là Trương Giác này, Thần là Lứ Mông, Ma là Điêu Thuyền ấy. Phần trăm cao nếu mà có đủ điểm mình sẽ đổi con Hoàng Trung em ơi. Và cuối cùng ấy là cái rèn đồ thần nhá. Đây rèn đồ thần anh em sẽ được nâng cấp lên phẩm trang bị này. 3 sao đến 4 sao, 4 sao 5 sao ấy. Từ 3 sao đến 4 sao ấy, tốn 3.500 kim bảo cộng với 15 triệu đồng. Nói chung cái máy anh em nông dân sẽ không có quá nhiều đồng để mình nâng cấp này nhá. Kể cả em có trang bị cũng chưa chắc là nâng được đâu ấy. Anh em mà nâng lên cũng được, không máu cũng được ấy. Nhưng mà anh em sẽ bị thọt rất là nhiều cái nhá. Tại vì game này ấy, làm cái gì cũng cần đồng á, trừ khi mấy cái đấy anh em không nâng ấy thì em mới có dư đồng để mình lưng mấy cái này. Đây 4 sao 5 sao này, 6k alo 5k kim bảo cộng với 25 triệu đồng. Và cuối cùng ấy 5 sao lên 6 sao ấy là sẽ tốn 7k kim bảo cộng với 45 triệu đồng. Nó là cha em ơi. Chắc về sau nếu mà đồng dư thì em mới nâng cấp nhá. Còn đầu game cái này em nông dân tạm thời bỏ qua. Đây mình sẽ lượt lại một vòng nhá. Đây cái rèn này. Nát thế nhở. Cái ngày mai mình toàn bị như này thôi, không biết anh em có bị không ấy. Cũng có thể là máy mình vài hôm mà không tắt lên nó bị lag em ơi. Đây cái đổi tướng này, vừa lòng ý là chọn tướng tăng tỷ lệ này, cầu nguyện này. Đây vé chiêu mộ của anh em làm này. Đây tướng này. Ngoài ra nó còn có thêm một cái bàn tay vàng nhá. Nhưng mà cái này hơi chắc em ơi. Anh em sẽ tốn 20 kim bảo để mình nhận thêm nguyên liệu. Cái X thì anh em sẽ được 31k nhá, còn đồng anh em sẽ được 62k ấy. Cái là anh em bỏ nhá, vì nguyên liệu rất là im ơi. Không biết cái này nó được ít như trong cái vỏ không nhỉ. Cái game này ấy, anh em sẽ được hên xui gấp 1 đến 4 lần nhá. Nói chung là cái các bạn này anh em càng quét mình nhá. Còn về mấy cái hỏa thiêu này ấy,
ngày 3 hoặc là ngày 2 anh em có thể khô máu đánh con đầu tiên nhé. Còn về sau anh em cứ từ từ mình nhé. Tính ra ấy, cái đồng này cũng ngon nhưng mà anh em sẽ tốn khá nhiều nếu mình đánh ngay đầu ấy. Thì mình sẽ đánh thử một trận nhé. Cái game này lúc đầu game anh em lên tướng 9 sao cho trứng dần nhá. Anh em mở lên 10 sao thì hơi toang nhỉ. Về sau anh em mà muốn chuyển team ý, tướng mà lên 10 sao rồi sẽ không làm vui được. Như là con Triệu Vân này, nếu mà mình không máu cũng lên được 10 sao nhưng mình sẽ không lên nhé. Mình đang chuyển dần sang team sai mày. Đây đánh này mình cần thêm 4 sao nữa. Hiện tại mình đang có 26 cái, tức là mình phải mua thêm 20 cái. Một cái 50 ấy, tức là mình phải bỏ thêm 1.000 mới được 40 triệu nhá. Cái này mình thấy anh em cứ từ từ thôi, không cần phải vội ấy. Rồi vì sau đêm em to anh em đánh một thể ấy. Tính ra ngày mai thì nó có cái đăng nhập 14 ngày này. Sự kiện giờ vàng quay tướng cộng với cái bàn tay vàng em ơi. Đây mình sẽ thử lượn một vòng xem nó có gì mới nhá. Đặc quyền thì vẫn vậy rồi này. Phúc lợi miễn phí này, vẫn thế này. Đây phúc lợi siêu hot này. Cũng vậy em ơi. Chủ yếu là nó thêm một cái sự kiện giờ vàng thôi. Đây đăng nhập 14 ngày. Và này như mình bảo lúc đầu video là mình sẽ chuyển sang xài em ơi. Đây mấy con Triệu Vân mới trưng yêu này. Chắc là mình chỉ lên 9 sao thôi rồi mình làm phô cho mấy con xạ nhá. Bây giờ tại con Thái Văn Cơ đã có copy lên 9 sao này. Giờ kiếm thêm hai con nữa để lên 10 sao ấy. Còn về mấy con tướng 6 sao anh em kiếm cũng rất nhanh thôi. Chủ yếu là anh em kiếm phô 9 sao. Đây bên Ngô hiện tại mình không chơi nhá. 1, 2, 3, 4, 22 con. Mình nhớ là 28 con là anh em sẽ lên được 9 sao. Còn thiếu có 6 con nữa thôi là mình sẽ lên được 9 sao bên Ngô này. Hiện tại cái con Triệu Vân của với Trương Nhiều ấy mình để lên hai con này, cũng có thể là mình dồn một con xạ lên 11 sao luôn. Nói chung là đợi về sau mình tính nhá, nếu như con xạ ngon quá thì mình sẽ dồn lên nhá. Như cái con Hoàng Trung này mình rất thích cái độ tại cuối cùng nó ấy. Đây công thường 3 lần ấy nó sẽ thêm một cái sát thương trùng kích tạo sát thương bằng 8% HP ra và sát thương không vượt quá 1.500 công. Cái con này mình nhớ lên level 3 là 10% phải ấy. Để mình qua cái tổng quan nhá, để thống kê này. Đây tem thục nhá. Bên lên level 3 thì sẽ là 10% HP nhé. Anh em chơi team xạ cố gắng dồn tốc cái con Hoàng Trung lên. Mình sẽ cố gắng dồn mắc tốc đó này. Ủa tính ra hơi căng nhỉ. Nếu mà chơi được 6 xạ thì chắc là bỏ qua đi. Mình sẽ thiết kế 4 xạ nhé. 6 xạ thì chơi thêm một con nữa, chắc là chơi con Tào Tháo để nó banh rồi. Nhưng mà phần trăm cao là mình chỉ chơi 4 con xạ thôi. Còn với tháp chắc đa số anh em sẽ bị kẹt cái tầng ở 243 nhá. Cái tháp này mình nhớ là ngày 3 hay là ngày 4, hình như là ngày 3 em ơi. Mình đã leo đến cái tầng 243 rồi. Anh em có thể lên cái nhóm của game ấy, mình có đăng bài đấy. Đến ngày hôm nay ngày 8 mình vẫn chưa qua được cái tầng 243 em ơi. Mình leo lên tầng 243 từ cái top 8 nhé. Giờ mình rớt top 25 rồi. Rất là căng em ơi. Cái tầng này nó rất là trâu ấy. Nó khác bọt so với tầng 242 hết lại. Giờ mình chỉ có lên con Triệu Vân 10 sao mình qua được em ơi. Hoặc là mình up thêm một chiến ấy. Em ơi, còn 2, 4, 5, 6 con này, không chết nào. Đây ngày mai anh em rất là chú ý cho mình cái sự kiện là quay tướng nhé. Giờ sau thấy em bảo thì nó là cái tầm bảo nhá. Game này nó tên là Khâm Thiên Giám này. Em chú ý không quay nhá. Cái đầu game mình quay như cũng mấy chục vé em ơi. Để mình quay cái mốc 300 rồi này. Còn về cái tầm bảo cao cấp ấy. Mình nhớ sáng nay là mình có 4 vé phải ấy. Nhưng mà mình chơi xổ số trong cái sự kiện mới một vé với em ơi. Chán luôn. Thôi ok, mình xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye anh em.